tưởng selfie như thế nào? Thế này ư? Hay là thế này? Xưa rồi, vừa mỏi tay mà lại vừa không có những góc quay cực đẹp. Vậy thì ngày hôm nay, hãy để Yêu Công Nghệ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm có thể giúp cho các bạn tạo ra những góc quay nét căng và cực kỳ sinh động nhé. Và đây chính là 4 chiếc chân tripod mà cực kỳ hot hit trong dạo gần đây mà ngày hôm nay Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu với các bạn. Và bây giờ, hãy cùng mình khám phá hai chiếc chân mini tripod vô cùng đặc biệt mà dành riêng cho điện thoại này nhé. Đầu tiên chính là chiếc 9928 đến từ nhà sản xuất Junten. Và tiếp theo chính là chiếc 10K10 đến từ nhà sản xuất Benro. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu điểm giống nhau của hai sản phẩm này nhé. Đầu tiên phải kể đến chính là thiết kế vô cùng nhỏ gọn như thế này, giúp chúng ta có thể dễ dàng gấp gọn lại, cho vô ba lô hoặc là cặp sách để có thể mang đi du lịch mọi nơi mà các bạn mong muốn. Và nếu như các bạn có nhu cầu chụp ảnh thì chúng ta chỉ cần kéo dài sản phẩm ra và hoàn toàn có thể biến nó trở thành một chiếc gậy tự sướng để có thể sẵn sàng chụp mọi góc cạnh và trở thành một chiếc gậy selfie cực kỳ đỉnh đấy. Tiếp đến mà hai sản phẩm này cùng có đó chính là chiếc điều khiển từ xa như thế này, giúp chúng ta có thể kết nối Bluetooth với hầu hết các thiết bị từ Android cho đến iOS để chúng ta có thể dễ dàng chụp ở trong khoảng cách xa và bán kính là 10m đấy. Còn về điểm khác nhau thì sao? Điểm khác nhau đầu tiên mà mình có thể nhìn thấy chính là ở chiếc kẹp điện thoại như thế này. Nếu chiếc 9928 dùng kẹp điện thoại là xoay như thế này, còn sang đến chiếc MK10 thì sẽ là chiếc kẹp điện thoại dạng lò xo như thế này, giúp chúng ta có thể dễ dàng đặt điện thoại vào và chúng ta có thể dễ dàng sử dụng một cách thoải mái thôi. Và một điểm khác biệt mang tính đột phá mà mình cực kỳ thích ở chiếc MK10 đó chính là nó được trang bị thêm một chiếc mount như thế này, giúp các bạn có thể dễ dàng gắn các chiếc camera hành trình hoặc các chiếc GoPro để chúng ta có thể dễ dàng mang đi mọi nơi khi mà các bạn đi du lịch đấy. Một điểm khác biệt tiếp theo mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường đó chính là về chất liệu của hai em này. Nếu như chiếc 9928 làm hoàn toàn bằng chất liệu như ABS thì sang đến chiếc MK10 thì nó được làm bằng hợp kim nên tương đối là chắc chắn và vô cùng là bền vững đấy. Cả hai sản phẩm này của chúng ta thì cực kỳ phù hợp với các dòng smartphone. Chúng ta chỉ cần kẹp vào và chúng ta có thể dễ dàng biến nó trở thành một chiếc gậy selfie và hoàn toàn có thể sáng tạo những góc ảnh cực kỳ xinh và cực kỳ đẹp đấy. Thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc chân tripod mà vừa có thể gắn được máy ảnh cỡ nhỏ mà vừa có thể gắn được smartphone nữa thì đây chính là giải pháp cho các bạn. Và bên cạnh mình ngay lúc này đây chính là hai sản phẩm đến từ nhà Ulanzi với tên gọi MT24 và MT43. Và hai sản phẩm này có những điểm giống nhau. Đầu tiên phải kể đến đó chính là được thiết kế với đầu bôn như thế này, giúp chúng ta có thể dễ dàng xoay 360 độ, sáng tạo ra những góc quay hết sức là mới mẻ và tiện dụng. Sản phẩm này thì được thiết kế cũng vô cùng nhỏ gọn và phù hợp hầu hết với các dòng điện thoại thông minh cũng như là các dòng máy ảnh mini cỡ nhỏ như thế này. Và nếu như các bạn sử dụng cho smartphone thì các bạn cần phải trang bị thêm một chiếc ngàm kẹp điện thoại như thế này thì mới có thể dễ dàng sử dụng một cách thuận tiện nhất. Sản phẩm được thiết kế với một bên hot shoe như thế này giúp cho chúng ta có thể dễ dàng cài đặt các thiết bị đi kèm, chẳng hạn như là đèn hay là micro chẳng hạn. Ngoài ra thì tải trọng của chiếc chân tripod này lên tới 2,5kg, giúp cho các bạn có thể dễ dàng cài đặt các thiết bị một cách vô cùng linh hoạt và tiện lợi. Còn về những đặc điểm khác biệt của hai sản phẩm này thì sao? Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó chính là về chất liệu. Nếu như chiếc MT24 này được sản xuất bằng chất liệu là hợp kim nhôm thì sang đến chiếc MT43 của chúng ta thì lại được sản xuất với chất liệu là carbon. Mà carbon thì là chất liệu tốt nhất hiện nay cho việc sản xuất các phụ kiện máy ảnh đấy. Một điểm khác biệt tiếp theo mà phải kể đến đó chính là về chiếc chân ba chạc như thế này. Khi mà chiếc chân ba chạc của chiếc MT24 có thể dễ dàng trải rộng ra hơn như thế này chẳng hạn. Và bên cạnh đó thì các bạn thậm chí thì có thể kéo dài ra từ 5-6 phân như thế này. Một cách vô cùng là dễ dàng. Tuy nhiên thì ở sản phẩm MT43 thì lại không có điều đó. Nhưng mà ở sản phẩm MT43 thì lại có một điểm mà mình cực kỳ thích, đó chính là chiếc chốt pan như thế này, giúp cho chúng ta có thể lia trái, lia phải một cách cực kỳ mượt mà và dễ dàng đấy. Và đó chính là những thông tin cơ bản về 4 sản phẩm tripod của chúng ta. Và tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các bạn mà hãy cân nhắc để lựa chọn ra chiếc tripod hợp lý cũng như là phù hợp với mình nhất nhé.
Còn nếu như các bạn vẫn còn đang lăn tăn hay thắc mắc thì hãy nhanh tay gọi điện vào số hotline đang hiện trên màn hình hoặc truy cập vào trang web icamera.vn để chúng mình có thể hỗ trợ cũng như giúp các bạn sở hữu ngay các sản phẩm này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sắp tới.